Kính chúc quý vị, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, kính gọi lời chào đến quý vị khán thính giả của truyền hình Cali Today. Thưa quý vị, hôm nay anh Nguyễn Xuân Nam có một chút việc ở đó không có mặt với chương trình của anh em chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài tin tức đáng quan trọng trong ngày hôm nay. Các bạn, tin thứ nhất, người ta đặt câu hỏi thế này. Cựu Tổng thống Trump đã vi phạm liên tục nhiều lần về cái lệnh bịt miệng, thì liệu là phạt tiền còn có giá trị gì đối với cựu Tổng thống Donald Trump nữa hay là không? Thưa quý vị, đó là bản tin thứ nhất. Bản tin thứ hai, thì trong thời gian vừa qua, thì quý vị, 18 người đồng lõa với cựu Tổng thống Donald Trump làm thế nào lật ngược cái kết quả bầu cử của năm 2020? Thì trong số đó, một số đã là đầu thú, tức là nhận tội để họ bị truy tố. Thì trong đó có những luật sư mà gần gũi với cựu Tổng thống Trump. Đó. Thì liệu là luật sư vừa mới đầu thú mới đây, đó là Jenna Ellis, có sẵn sàng trở thành một cơn ác mộng cho cựu Tổng thống Donald Trump hay là không? Bản tin kế tiếp nữa, thì tuần tới, tức là ngày mai, tức là tuần, có thể rằng là các thẩm phán, tòa án là triệu tập các người con của cựu Tổng thống Trump ra làm chứng một phiên tòa dân sự. Thì liệu các con của cựu Tổng thống Trump có nói thật hay là không? Và bản tin kế tiếp nữa, thì cái vấn đề mà quý vị thấy rằng trong 22 ngày qua, bên phía Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa đã không tìm được một chủ tịch Hạ viện nào hết, cho đến cái ngày thứ 22 mới tìm ra được tân chủ tịch, đó là ông Michael Johnson. Và người ta cũng đặt ra câu hỏi thế này, liệu là tân chủ tịch là ông Michael Johnson có tiếp tục ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump nữa hay là không? Thưa quý vị, đó là những bản tin mà chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị. Bản tin thứ nhất, thì người ta đặt câu hỏi là cái lệnh bịt miệng cựu Tổng thống Trump, một tòa án dân sự, thì liệu nếu như cựu Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục vi phạm như vậy thì vấn đề mà phạt tiền nó có ảnh hưởng gì đến cái lệnh này hay là không? Thì theo là cựu công tố viên Watergate là bà White Ben, bà nói thế này: cựu Tổng thống Donald Trump đã hai lần bị phạt, là một lần 5.000 và một lần 10.000, vì liên tục ông ta vi phạm lệnh bịt miệng của tòa án dân sự liên quan đến việc là ông ta tấn công nhân viên tòa án, ông ta tấn công những người có thể là nhân chứng, nhưng thẩm phán có thể không sẵn sàng làm nhiều hơn nữa với cái hình phạt tài chính vô nghĩa đối với cựu tổng thống Trump. Đó là cựu công tố viên Watergate, cũng là người dẫn chương trình trong chương trình gọi là Sit in Law, đó là bà White Pence, bà nói như vậy. Bà sáng hôm nay bà xuất hiện trên chương trình mà Amen của MSNBC, nơi mà bà đã được hỏi về khả năng thẩm phán sẽ thực hiện tốt là cái lời đe dọa của ông ta là bỏ tù ông Donald Trump nếu ông ta tiếp tục vi phạm cái lệnh bịt miệng này. Người dựng chương trình đó là Amen cho biết cựu Tổng thống Trump đã vi phạm lệnh bịt miệng hai lần rồi. Lần thứ nhất bị phạt 5.000 đồng, lần thứ hai bị phạt 10.000 đồng. Và không có dấu hiệu nào cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump dừng lại tại đó. Thì theo bà Weisbein, là bà nói thế này, thì bây giờ thẩm phán hiện nay là ai, là ông Erdogan. Mà ông Erdogan nằm trong vị trí đề ra hình phạt cựu Tổng thống Trump, cũng như là ông có thể đưa ra lệnh bỏ tù ông Donald Trump. Nhưng khổ thay, không có một thẩm phán nào muốn đảm nhiệm cái vị trí nào hết. Vì sao? Vì khi mà đưa ra một cái kết quả hay đưa ra một cái biện pháp bỏ tù cựu Tổng thống Trump nữa, thì đây là hậu quả chính trị của việc làm, chứ không phải là hậu quả của pháp lý. Khổ thay cho những cái điều đó. Do đó không còn vị thẩm phán nào họ muốn đảm nhiệm vấn đề này. Khi mà cái hậu quả của quyết định đó là mang tính cách chính trị, đối với người ủng hộ Donald Trump cho là như vậy. Họ không cho rằng đây là kết quả, là hậu quả
của sự vi phạm pháp lý của cựu tổng thống Trump. Do đó họ ảnh hưởng đến cái tương lai, họ ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp của họ. Bà nói thế này, nếu đây là những người không phải mang tên Donald Trump thì những người này đã bị bỏ tù và từ lâu rồi. Thứ nhất là họ mang cái tội là khinh thường lệnh của tòa án. Cái tội thứ hai là họ đã vi phạm pháp luật. Cái thủ tục rất là rõ ràng. Khi mà quý vị hay là ai nào đó đã có cái lệnh bịt miệng thì đó là cái lệnh hợp pháp, thì quý vị phải tuân theo mà thôi. Về việc liệu cựu tổng thống có vi phạm lần nữa hay là không, theo bà Weisman và cho biết là này, không có khả năng ông ta sẽ không vi phạm lần nữa. Có nghĩa là cựu tổng thống Trump có khả năng tiếp tục vi phạm. Và khoảng 15.000 lần thứ nhất, 5.000 lần thứ hai, 10.000 tiền phạt sẽ không ảnh hưởng gì đến ông ta hết. Vì sao? Vì ta bà nói thế này, dù có 15.000, dù có 50.000 hoặc dù đến tính đến 500.000 đấy nữa thì ông ấy vẫn có tiền để thanh toán vấn đề này. Tại vì tiền đâu? Tiền ông ta nhận tiền từ những người ủng hộ chính trị của ông ta. Tôi không nghĩ điều đó sẽ ngăn cản ông ta chấm dứt cái lời đe dọa các nhân viên tòa án, mà có thể ông ta tiếp tục. Điều duy nhất có thể ngăn cản ông ta là sao? Chỉ còn một cách là đưa ông ta vào tù là một điều ngăn cản ông ta mà thôi. Nhưng bà nói thế này, cái điều đó sẽ gây ra một hậu quả rất là khủng khiếp. Người ta cho đó là một cái quyết định về chính trị chứ không phải là quyết định hậu quả của pháp lý. Và vì vậy điều đó mà mọi thẩm phán họ phải cân nhắc, và mọi thẩm phán họ không muốn dính líu vấn đề này. Thưa quý vị, đó là một sự rất là khó khăn hiện nay cho các vị thẩm phán mà họ đang ngồi cái ghế để mà xét xử cựu tổng thống Donald Trump. Đối với tiền bạc của cựu tổng thống Trump không có nghĩa là gì. Thì như vậy chúng tôi đã trình bày trước đây với quý vị, thì tiền phạt của ông Donald Trump trả tiền cho các luật sư biện hộ cho mình mà thôi lên đến 37 triệu Mỹ kim. Mà tiền bạc, tiền đó là tiền đâu? Tiền từ gây quỹ tranh cử tổng thống. Do đó đối với tiền, đối với cựu tổng thống Trump không là vấn đề gì. Không phải là tiền của tiền tù của cựu tổng thống Trump mà tiền của những người ủng hộ ông ta. Bên cạnh đó thưa quý vị, trong thời gian vừa qua cái tòa hình sự ở Fulton ở Georgia do bà Fannie Willis, bà kiêm cựu tổng thống Donald Trump, thì trong đó ít nhất là 18 người đồng loại, và có những vị luật sư mà trước đây là rất là thân cận với cựu tổng thống Trump và cũng là hợp tác làm thế nào để đảo ngược cái kết quả, và có một số luật sư đã thua tội rồi. Thì trong thời gian vừa mới đây thì người là thủ tội vừa mới đây đó là cựu luật sư Jenna Ellis, cựu luật sư đã làm việc cho cựu cựu tổng thống Trump. Thì bà Jenny Ellis hiện nay là bà trở thành một cái cớ ác mộng tồi tệ nhất cho cựu tổng thống Trump. Tại sao vậy? Cho cả quy định trong thỏa thuận nhân tội của bà ta với biện lý quận là Fulton là bà Fannie Willis, thì cựu luật sư của tổng thống Donald Trump đó là bà Jenny Ellis sẵn sàng trở thành vũ khí chính mà nhiều công tố viên sẽ sử dụng, là những lời khai, những lời thú tội của bà ta để chống lại là ông Donald Trump. Đó là ý kiến của các luật sư là ông Norman Eisen và luật sư là Amy Lee Copeland trong một chuyên mục cho tờ báo New York Times. Họ giải thích như thế này, bà Jenny Ellis ngay lập tức đứng đầu danh sách so với các luật sư đồng nghiệp của cựu tổng thống Trump đó là Kenneth Chesek Pro và bà Sidney Powell khi đề cập đến những người trong cuộc có thể trao cho các công tố viên những gì mà hiện nay các công tố viên đang tìm kiếm, đồng thời cung cấp lời khai thích hợp có thể làm tê liệt đi lập luận bào chữa quan trọng mà các luật sư hiện tại của cựu tổng thống Trump dự kiến sẽ triển khai. Hai luật sư là Norman Eisen và luật sư Amy Lee Copeland, đây là hai chuyên gia pháp lý, đã chỉ ra rằng thỏa thuận nhân tội của bà Jenna Ellis buộc bà ta phải hợp tác hoàn toàn với các công tố viên, đồng thời
xuất hiện trong các phiên điều trần và cũng cung cấp những bằng chứng và hỗ trợ trong các vấn đề mà trước khi xét xử. Với tất cả những cái dấu hiệu cho thấy bà Janet Ellis giờ đây sẽ là nhân chứng quan trọng trong phiên tòa xét xử gian lận của cựu Tổng thống Trump ở Georgia. Hai vị luật sư là Eisen và Copeland đã viết cho bà ấy như thế này: lời khai của phiên tòa có thể cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến với ông Trump, đó là chủ cục của bà ta. Và bà ta hiện đã bác bỏ một cách có hiệu quả về những gì mà ông Trump tuyên bố rằng ông ta đã thắng cử. Một lập luận được cho là trọng tâm trong quá trình bảo vệ phiên tòa của cựu Tổng thống Trump. Sự bất đồng của bà là Ellis có khả năng gây được tiếng vang với các bồi thẩm đoàn và có thể là thuyết phục bồi thẩm đoàn quyết định cho một cái phiên tòa, cho một cái quyết định của cựu Tổng thống Trump. Lời khai của bà Janet Ellis cũng có thể làm tổn hại đến một trong những lời bào chữa chính của cựu Tổng thống Trump. Ông ta đã nói rằng ông ấy có ý định khai rằng mình dựa vào lời khuyến của luật sư chứ không phải là lời của tôi. Những lời bào chữa đó chỉ được thực hiện nếu như mà các luật sư của cựu Tổng thống Trump không nằm trong các tội ác mà cả những luật sư đại diện cho ông Trump bị cáo buộc. Như vậy, thưa quý vị, nếu như mà lời bào chữa của luật sư nói của ông Trump nói thế này: tôi nghe lời khuyên của luật sư của tôi chứ không phải là lời của tôi, đồng ý. Nếu như mà các vị luật sư mà khuyên ông Trump đó họ không bị nằm trong danh sách bị cáo buộc thì được, nhưng ngược lại, những vị luật sư đại diện ông Trump đang nằm trong bị cáo buộc, trong đó có bà Janet Ellis, trong đó có bà Sidney Powell, trong đó bà có ông Jack Burrow, thưa quý vị, thì cái lời bào chữa của cựu Tổng thống Trump ta là tôi nghe lời của các luật sư, đó không có được áp dụng. Lời thủ tội của bà Janet Ellis đặt bà là bà đi thẳng, nói rõ ra đó là thuyết âm mưu của những người đi tìm lật ngược lại cái kết quả bầu cử của năm 2020, cũng như của ông là Chaparro, cũng như là bà Sidney Powell. Điều đó sẽ cản trở nỗ lực cho ông Trump trong việc đưa ra lời bào chữa vào cái lời khuyên này. Và thưa quý vị, nói rõ ra, thì cựu Tổng thống Trump bây giờ lập luận rằng những cái lời khuyên của các cựu luật sư của tôi thời kỳ trước đó, trong đó có Chaparro, là bà Powell, giống như bà Ellis chẳng hạn, đó lời khuyên của những người đó, đó để đảo ngược lại kết quả bầu cử, hay tìm những cái gian dối là kết quả bầu cử sai trái, thì bên phía tòa án người ta có thể tiên đoán nếu như điều đó đúng đi nữa thì các luật sư của cựu tổng thống trước đó họ không bị là cáo buộc, nhưng ngược lại bây giờ các luật sư của cựu tổng thống Trump bị cáo buộc rồi, do đó việc áp dụng những cái biện pháp đó để phạt lại thì không có là hữu ích. Họ cũng lưu ý rằng mà Janet Ellis có thể trở thành vũ khí quan trọng cho cố vấn đặc biệt ở Bộ Tư pháp, đó là ông Chuck Smith, và bà ta không được coi là đồng phạm và bà ta sẽ không bị truy tố khi mà công tố viên đặc biệt ở Bộ Tư pháp, đó là ông Chuck Smith, tìm cách buộc tội cựu Tổng thống Trump. Nghĩa là cựu cố vấn đặc biệt là ông Chuck Smith có một cái đòn bẩy, đó là ai? Đó là bà Janet Ellis, để đưa ra cho bà một cái thỏa thuận, có nghĩa là bà miễn truy tố để đổi lấy lời khai của bà ta. Điều tồi tệ hơn nữa là đối với cựu Tổng thống Trump là lời khai của bà Ellis ở Georgia sẽ được truyền hình một cách trực tiếp. Điều này có thể gây tổn hại thêm cho ông ta mà thôi. Với việc cựu Tổng thống Trump không có dấu hiệu lùi bước những tuyên bố của mình, nào là về gian lận bầu cử của năm 2020, nào là đánh cắp vân vân, và một cuộc bầu cử mới đang đến với chúng ta là năm 2024. Đồng thời lời thú tội của bà Ellis cũng giống như lời khai của Cassidy Hutchinson. Mà Cassidy Hutchinson là ai? Là nhân viên chánh văn phòng của ông Matt Bardell.
mà chánh văn phòng Mac bắt đầu là ai? Là chánh văn phòng của cựu tổng thống trong thời kỳ đó, đã có hiệu ứng một cách mạnh mẽ cho công tố viên, đặc biệt đó là ông Jack Smith, và có thể là một bước ngoặt tiềm tàng trước sự xét xử của dư luận chứ không phải là tòa án. Thưa quý vị, đó là cái bản tin nói về cái sự quan trọng của bà Elise thú tội, và bà là một trong những người mà có thể đem đến sự tồi tệ nhất cho cựu tổng thống Trump. Thưa quý vị, trong các phiên tòa dân sự vừa qua, thì phiên tòa về dân sự tiếp tục cho tuần tới, thì người ta đặt câu hỏi liệu những người con của cựu tổng thống Trump sẽ phải làm chứng trong phiên tòa dân sự vào tuần tới hay là không, và liệu họ có dám nói sự thật hay là họ không dám nói sự thật. Nếu như họ nói sự thật như thế nào và họ không dám nói sự thật là như thế nào, thì sáng ngày hôm nay cựu luật sư là bà John Benson xuất hiện trên chương trình MSNBC mà chúng tôi đang theo dõi, thưa quý vị, thì cho rằng các con của cựu tổng thống Trump là những người sẽ làm chứng trong phòng xử án của thẩm phán là Ann Goron vào tuần tới, tức là ngày mai đó. Và những người con của cựu tổng thống Trump sẽ không được thương xót nếu như họ bị bắt quả tang là họ nói dối và họ không còn nói thành thật. Nói chuyện với người dẫn chương trình đó là bà Katie Pham, thì bà Vance cho biết rằng cựu tổng đốc là các người con của cựu tổng đốc Trump, trong đó là có Trump Jr., trong đó có người con gái của cựu tổng đốc Trump đó là Ivanka Trump, và người con trai là Eric Trump, sẽ phải quyết định trước khi làm chứng trong vụ án gian lận tài chính là đòi phạt và là 250 triệu Mỹ kim của là Bộ Tư pháp New York là bà Leticia James. Thì liệu người ta đặt ra câu hỏi như thế này, liệu là những người con của cựu tổng thống Trump còn muốn là đối mặt với cơn thịnh nộ của ba mình hay là không? Họ chỉ có hai con đường lựa chọn lựa. Một là họ làm chứng một cách trung thực, là họ không muốn làm chứng một cách trung thực thì chỉ con đường duy nhất ở đó là bị truy tố và đưa vào tù. Như bà Vance đã nói với người dẫn chương trình là bà Katie Phan, chúng ta sẽ thấy tất cả những đứa con lớn của cựu tổng thống Trump ra làm chứng vào tuần tới. Tất cả họ đều phải quyết định liệu là họ muốn nói sự thật hay là muốn tiếp tục nhận được ân huệ tốt đẹp của bố mình nếu như ông ta thắng cử năm 2024 vì hậu quả việc khai man của mình. Thì như vậy là họ có hai vấn đề. Họ tiếp tục là họ nói dối, họ không làm chứng một cách là cụ thể, hoặc là họ không nhìn nhận đó là một sự lỗi lầm. À, thì có hai vấn đề thôi. Một á, là họ chờ đợi là cựu tổng thống Trump sẽ tái đắc cử vào năm 2024. Thì khi mà cựu tổng thống Trump đắc cử rồi á, thì dù những người con này có phạm tội bị truy tội bị bỏ tù nữa, thì có thể họ được một cái ân huệ đó là pardon, tức là khoan hồng, thưa quý vị. Thì theo bà Vance mà nói thế này, thì chắc có lẽ rằng là trong những cái tuần tới là rất là thú vị để xem là con của cựu tổng thống Trump có thực sự làm chứng và có thực sự là nói những cái gì mà Trump Organization đã làm trong thời gian vừa qua hay là không. Thì có một số người ta đặt câu hỏi thế này, thì nếu như bây giờ các con của cựu tổng thống Trump ra làm chứng chẳng hạn, bắt đầu họ ra làm chứng, thì bây giờ họ họ sử dụng cái túi chuyện não thứ năm, thì họ giữ im lặng, họ thái độ im lặng trong phòng xử án chẳng hạn, thì có nghĩa là họ không nói cho họ có thể được miễn trừ hay là không. Thì cũng xuất hiện vào sáng hôm nay chủ nhật trên MSNBC là cựu luật sư Hoa Kỳ đó là Barbara McQuaid, bà giải thích rằng nếu như cựu tổng thống Trump và ba người con của ông ta, những người sẽ ra hầu tòa trong phòng xử án ở Manhattan trong những cái tuần tới, nếu như họ tìm cách sử dụng túi chuyện não thứ năm á, điều đó có thể khiến cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn đối với họ mà thôi, chứ không có tốt lành gì đâu. Thì McQuaid đã lưu ý rằng cái lời khai trước thẩm phán là Enrogon là một phần của phiên tòa dân sự, mà việc sử dụng túi chuyện não thứ năm là từ họ buộc tội cho họ lấy. Thưa quý vị, đó là cái lời của
Mark Quader, có nghĩa là họ có thể là sử dụng cái túi chức năng thứ năm, tức là họ im lặng. Thì cái điều này cựu luật sư Donald Trump đã sử dụng trên 400 lần trong cuộc đời của ông ta rồi. Thì đó là những cái gì về thuộc cựu tổng thống Donald Trump. Thì bây giờ mình xem thì trong thời gian vừa qua thì quý vị bên phía Đảng Cộng Hòa họ rất là lỏng tổng để chọn lựa cho mình một là chủ tịch Hạ viện thay thế cho ông Kevin McCarthy đã bị ông Mark Gates là ông đã truất phế. Thì một số dân biểu đã ra ứng cử cái chức chủ tịch này. Thưa quý vị, thì rốt cuộc đặc biệt là ông Jim Jordan là một trong những người mà bên phía thành phần Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là thành phần Đảng Cộng Hòa MAGA, cựu Tổng thống Trump là ủng hộ, nhưng cuối cùng ông ta cũng không đạt được. Ba lần như vậy, lần thứ nhất là cũng giảm, là một số người ủng hộ, lần thứ hai cũng giảm nhiều, và lần thứ ba cũng giảm nhiều hơn nữa. Thì bên phía Đảng Cộng Hòa không còn đề cử ông ra ứng cử chức chủ tịch Hạ viện nữa. Thì cuối cùng họ tìm được một vị, đó là ông Michael Johnson, là tân chủ tịch Hạ viện trong thời gian mà mấy ngày thôi quý vị. Và người ta cũng đặt câu hỏi thế này: liệu ông tân chủ tịch Hạ viện đó là ông Mike Johnson có còn ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump nữa hay là không? Trong một chuyên mục dành cho MSNBC, tức là Charlie Sykes, là Charlie Sykes là một người bảo thủ rất là lâu năm và đã cảnh báo rằng là chúng ta không nên đánh giá thấp chủ tịch mới đắc cử, đó là ông Michael Johnson, khi nói đến là việc liệu ông trở thành tiếp tục là một người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump nữa hay là không. Theo Saker thì Michael Johnson có thể đã chiếm giữ chiếc ghế chủ tịch tại Hạ viện gần đây rồi, nhưng ông ấy là người đóng vai trò rất là quan trọng trong nỗ lực giành lại quyền lực cho cựu tổng thống Trump, và không lý do gì đề nghị rằng ông Michael Johnson sẽ không sử dụng vị trí quyền lực mới này của mình, tức là chủ tịch Hạ viện á, để tiếp tục nhận mục tiêu đó, không loại trừ. Là theo Cycle giải thích rằng ông Michael Johnson thì hiện nay là tân chủ tịch Hạ viện á, là người đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy một vụ kiện có thể dẫn đến hàng chục triệu lá phiếu bầu ở các tiểu bang mà ông Trump đã thua. Tệ hơn nữa, ông Michael Johnson đã đưa ra một số thuyết âm mưu rất là phức tạp nhất ở cấp độ Kraken, để cho chúng ta giải thích là Kraken như thế nào, bao gồm cả lời nói dối kỳ quái rằng phần mềm bỏ phiếu đến từ Venezuela là của ông Hugo Chavez, mà quý vị biết ông Hugo Chavez đã mất từ lâu rồi. Bây giờ mình thử xem tại sao người ta nói rằng đối thuyết âm mưu phức tạp nhất ở cấp độ Kraken. Thử xem Kraken là như thế nào. Kraken là gì và tại sao các cựu luật sư, trong đó luật sư là Sidney Powell của ông Trump, lại tung ra cái thuyết này? Kraken là một con quái vật biển khổng lồ trong văn hóa dân gian của Scandinavia nổi lên từ đại dương để nuốt chửng kẻ thù. Đó là Kraken. Kraken cũng trở thành một thuyết âm mưu đăng tải trên mạng đại diện cho một loạt tuyên bố vô căn cứ nhằm mục đích vạch ra trường hợp gian lận tràn lan trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ của năm 2020. Thì các nhóm ủng hộ cựu tổng thống bao gồm những người theo thuyết âm mưu chẳng hạn như là QAnon chẳng hạn, đã khuếch đại ý tưởng này bằng là hashtag release. Như vậy, The Kraken, và nó đang được chia sẻ cách rộng rãi bởi những người ủng hộ chiến dịch pháp lý thách thức kết quả bầu cử năm 2020, là họ cho rằng ông Trump thắng cử. Ví dụ như các luật sư điển hình sử dụng Kraken như thế nào là gồm có ai? Thì như luật sư là Sidney Powell, thì trước đây là thành viên trong nhóm pháp lý của cựu tổng thống Trump, đã âm mô tả việc mà bà ấy đang tiến hành như một là Kraken. Thì tuy nhiên sau khi các tài liệu gần 200 trang trong sổ đó được công bố, người ta thấy rõ rằng chúng chủ yếu bao gồm các thuyết âm mưu và những cáo buộc vô căn cứ đã được vạch trần một cách rộng rãi. Thưa quý vị, đó là cái thuyết Kraken.
chúng ta còn nhớ một số tuyên bố như thế này đã bị bác bỏ trong các phiên tòa, ít nhất là trên 60 phiên tòa, trong khi những tuyên bố khác chẳng hạn như cáo buộc rằng máy bỏ phiếu là một phần của âm mưu bắt nguồn từ cựu lãnh đạo Venezuela, đó là ông Hugo Chavez, là không được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng nào là đáng tin cậy. Thưa quý vị, cái điều này họ thấy rằng và từng bà trên phao game rõ ràng rồi, ông Hugo Chavez tức là một nhà lãnh đạo của Venezuela, ông đã mất từ lâu rồi. Thì trở lại bây giờ tân chủ tịch Hạ viện là ông Michael Johnson như thế nào, thì ông ta cũng sử dụng là Kraken là tạo ra một thực âm mưu là tại trên mạng là đại diện cho một loạt các tuyên bố vô căn cứ nhằm mục đích như thế nào, nhằm mục đích vạch ra trường hợp gian lận tràn lan trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, là nhằm mục đích là hỗ trợ cho cái việc mà lật ngược lại kết quả cử tổng thống Trump, đó là Michael Johnson làm trước đây. Thì trước đó ông cả Michael Johnson đã sa vào cùng một âm mưu bầu cử như máy bỏ phiếu gian lận, đánh cắp là về phiếu, là chuyển phiếu từ cựu tổng thống Trump sang cho ông Joe Biden. Rồi quý vị thấy cái điều này, kết quả của Fox News họ nhận cái kết quả như thế nào, họ nhận một cái kết quả là họ phải bồi thường 787 triệu Mỹ kim cho là Dominion Voting System. Rồi sẽ còn là thêm như này, những lời nói dối đó đã đẩy là ông Michael Johnson vào cái hàng ngũ kế vị tổng thống như hiện nay. Thì tóm tắt tình hình cuộc họp kín của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện sau khi mà Michael Johnson lên nắm chính quyền, thì có nghĩa là quá trình thành lập MAGA của nhóm là phía Đảng Cộng Hòa MAGA đã hoàn tất. Thưa quý vị, thì như vậy thì câu hỏi và cái lời giải thích trên của Sire thì liệu là tân chủ tịch mới, tân chủ tịch Hạ viện, tức là ông Michael Johnson có tiếp tục ủng hộ ông Donald Trump hay là không thông qua cái quá trình của ông ta. Thưa quý vị, thì đó là những cái bản tin của ngày hôm nay, tức là ngày Chủ nhật, và xin chấm dứt ngang đây, và không quên chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc cùng gia đình, và xin hẹn quý vị vào ngày mai.